Thầy mời bạn Khoa nào. Khoa. Nhìn cái hình này đấy thì mình quan sát nó yêu cầu mình tính cái này cái kia, thì cái ý tưởng của nó là muốn chúng ta tính diện tích của một hình thì sẽ làm cách nào? Mình tính diện tích của hình A hình B xong rồi mình mới cộng lấy hai đó mình cộng lại thì Ok, đúng rồi. Tức nghĩa là chúng ta nhớ rằng diện tích của bất cứ một cái hình méo mó nào thì chúng ta cũng thấy là nó sẽ phân mảnh ra thành những cái hình cơ bản mà chúng ta đã học. Ví dụ như chúng ta thấy là cơ bản của chúng ta là hình gì? Hình gì? Hình này hình gì đây? hình vuông hình tam giác thầy Hình chữ nhật và hình vuông, đúng nào? hình Và tam giác thầy hình tam giác chúng ta cũng nhớ một cái đặc điểm nữa, nếu hình chữ nhật mà chúng ta chia làm đôi thì chúng ta thấy nó chính là hai hình tam giác. Vậy thì có nghĩa là nếu chúng ta nhìn thấy hình tam giác thì chúng ta liên hệ được là tính diện tích của một hình tam giác nó sẽ xuất phát từ hình chữ nhật mà ra, đúng không? Bởi vì hai hình tam giác giống nhau ghép lại thì nó ra hình chữ nhật. Vậy thì chúng ta chỉ cần tính được diện tích hình chữ nhật chia đôi thì nó ra tam giác. Đó, thì cái ý tưởng của nó là chúng ta sẽ phân mảnh, được chưa? Chúng ta dùng cái từ phân mảnh nó ra, chúng ta phân nhỏ nó ra thành các hình cơ bản. Thì chúng ta thấy cái decompose này có nghĩa là chúng ta phân mảnh ra đó. Vậy thì người ta yêu cầu chúng ta tính cái này, thì chúng ta không chỉ tính không mà chúng ta học toán, chúng ta phải đặt câu hỏi, ủa tại sao yêu cầu mình tính cái này? Thì thực ra là nó đang dẫn cho chúng ta một cái ý tưởng để cho chúng ta tự học. Vậy thì khi chúng ta gặp một bài khác thì chúng ta muốn tính, chúng ta phải quay về đúng cái ý tưởng này để chúng ta phân mảnh. Bởi vậy, khi chúng ta học một bài phức tạp thì chúng ta sẽ dựa vào cái bài căn bản như vậy. Rồi, nhìn vào đây thì hình A chúng ta tính như thế nào đây? Các thầy biết diện tích hình A tam giác tính sao đây? Khoa, mời Khoa. dạ là lấy 9 trừ 5 tại vì cái đó là tổng diện tích của phần ở dưới. Vậy thì cái chuẩn của chúng ta đấy, thì chúng ta nếu bạn nào chưa học tính diện tích tam giác A thì chúng ta cứ vẽ nó lại để chúng ta hình dung ra được là cái này. Và chúng ta xem cái cạnh này chính là gì? Là chiều cao của tam giác đấy, thì nó cũng là cạnh của hình chữ nhật. Và cái chúng ta cần biết nữa là biết cái cạnh đáy của tam giác. Đó, đáy. Vậy thì cái đáy này chúng ta hình dung ra là như bạn vừa mới đề nghị đấy, là chiều dài toàn bộ cái này là 9, chúng ta trừ cho cái đoạn này là 5. Tức nghĩa là chúng ta thấy là đáy lớn trừ đáy bé thì chúng ta ra cái phần chân lật này này. Và bạn tính ra được chỗ này nó là bằng 4. Đó. Vậy là 9 trừ 5 bằng 4. Và chúng ta biết được chiều cao của cái này thì cũng chính là cạnh này đây. Thì nó chính là 6. Đấy. Vậy thì chúng ta ghi nhận được cái diện tích của hình chữ nhật đấy. Hình chữ nhật này này. Thì nó sẽ là lấy cạnh 8 chúng ta nhân cho cạnh 4, đúng không? Thì ra diện tích hình chữ nhật. Vậy thì diện tích hình tam giác đấy thì chúng ta lấy một nửa của nó, đó thì nó là 1/2. Đấy, thì chúng ta ra được diện tích. Vậy thì chúng ta tổng quát lên là diện tích của một tam giác nha, thầy tổng quát lên là bằng 1/2 lần nhân cho cạnh gì? Chúng ta thấy nha. Cái cạnh số 4 đấy, thầy ghi lại cái cạnh số 4 này này bằng 4 này này thì nó gọi là cái base, gọi là đáy, đúng không? À, thầy xin lỗi, cái này không phải là số 8, thầy nhìn nhầm, số 6. Và 6 á thì nó chính là gì? Là chiều cao, nó gọi là height. Rồi. Đó. Vậy thì chúng ta tổng hợp ra được một công thức diện tích hình tam giác là chúng ta sẽ lấy đáy nhân chiều cao chia 2. Và thông thường chúng ta phải nhớ luôn công thức này để chúng ta tăng tốc
chứ chúng ta không còn cái việc chúng ta lấy diện tích hình chữ nhật chúng ta chia đôi nữa. Khi chúng ta nhận diện nó thì chúng ta dựa vào nó, nhưng khi chúng ta chốt được công thức là chúng ta dùng luôn công thức nha. Sau này thầy chỉ cần nói là đáy nhân chiều cao chia 2 chính là diện tích tam giác, và chúng ta trả lời như thế. Rồi, vậy thì thế vào cho thầy là bao nhiêu đây bạn Minh Châu? Minh Châu. Diện tích tam giác là bằng gì đây? Đọc đi. 1 phần 2 nhân gì? Nhân cho 4 Nhân cho đáy. Đúng không? vậy. Ta trừ đi. Đó là mấy? 4. Nhân chiều cao của tam giác. Thế nào là chiều cao? Chúng ta nhớ rằng trong một tam giác chúng ta định nghĩa chiều cao là như thế nào? Chúng ta nối hai đỉnh của một cạnh thì cái này nó gọi là đáy. Và khi chúng ta lấy cái đỉnh còn lại đấy, chúng ta kẻ vuông góc với nó thì cái này định nghĩa là chiều cao. Vậy thì chiều cao với đáy nó sẽ phải đi cặp như vậy đó. Đáy là một cạnh của tam giác. Chiều cao là chúng ta lấy cái đỉnh còn lại, chúng ta hạ vuông góc xuống thì chúng ta gọi là chiều cao. Vậy ở đây chúng ta thấy tam giác đó, cái này là đáy. Và chúng ta nhìn thấy cái đường vuông góc chỗ này chúng ta hạ xuống thì chính là chiều cao là 6. Rồi, tính ra là bao nhiêu đây? Bao nhiêu đây Châu? Châu. Minh Châu, để thầy gọi nhiều thầy cũng mỏi miệng lắm á Châu. 12 Rồi. Chúng ta nhân vào chúng ta ra được 12 và chúng ta điền vào đây. 12. Rồi, mời bạn khác. Mời bạn kế tiếp. Rồi, mời bạn Tiến Mân nào. Tiến Mân. Tiến Mân. Tiến Mân. Thầy gọi lần thứ ba không được nữa, thầy gọi bạn khác à. Tính cái gì đây, Tiến Mân? tính À, tính cái hình chữ nhật. hình Rồi, thầy cũng to, loa to lên. Tính hình chữ nhật, thì chúng ta tính sao đây? Tính sao? Tính sao? Làm sao để tính được diện tích hình chữ nhật B này đấy? nhật. Lấy cái nào? Chiều dài nhân chiều rộng. Chiều dài đâu? Bằng mấy? Chiều dài là mấy? Dạ 6 6 nhân chiều rộng là mấy? 5 5. Vậy chúng ta ra được bằng 30. 30. Rồi. 30. Vậy thì bây giờ chúng ta tính cái whole figure. Cái whole figure đây là chúng ta tính toàn bộ cái hình này. Mà lúc nãy chúng ta vừa phân mảnh ra là một bên là tam giác, một bên là hình chữ nhật. Vậy thì chúng ta làm phép tính gì ở đây? À, Tiến Minh. Phép tính gì? Phép tính gì? Cộng Rồi, cộng lại bằng nhiêu? Bao nhiêu? 42. Mấy? 42. Rồi, 42. Rồi, chúng ta cộng lại, chúng ta ra được 42. Thầy sẽ thực hiện thêm một lần nữa để cho bạn nào chưa vững chỗ này, chúng ta phải rằn cái chỗ này. Đây là ý tưởng phân rã, bởi vì chúng ta học định nghĩa diện tích của một hình là chúng ta đang tính cái bề mặt. Vậy thì bề mặt chúng ta phải phân rã nó ra. Rồi, bạn kế tiếp. Mời bạn Quốc Anh nào. Quốc Anh trả lời. Diện tích hình A là bằng gì đây? Đọc. Bao Bao nhiêu? nhiêu? Tắt mic đi. Đó đi. Diện tích hình A bằng gì? Từ nãy giờ có chú ý không? Diện tích hình A bằng gì? Hình A nó là hình gì?
Hình A ở đây nó là hình gì? Hình tam giác. Vậy thì diện tích hình tam giác là bằng gì? Là cái gì? Học hành không chú ý như vậy thì làm sao mà học? Mới dạy xong. Rồi, mời bạn kế tiếp. Mời bạn Quốc Ân đâu? Trả lời. Diện tích hình tam giác bằng gì? Đọc đi, công thức nó là gì? Đọc công thức trước. 1/2 nhân cái gì? Nhân đáy trước, đáy là bao nhiêu? 7. Nhân tiếp cái gì? Nhân gì? Nhân cái này là nhân cái gì đây? Đáy nhân chiều cao. Chiều cao là mấy? 9. Rồi, vậy là bằng bao nhiêu? Một phần hai nhân 7 nhân 9, lấy 7 nhân 9 trước là nhiêu? 36 Vậy 7 nhân 9 sao 36? 63 Rồi, 63 chia mấy? Chia 2, chúng ta để nguyên chia 2 rồi điền vào đây. Các bạn học hành là phải cực kỳ chú ý, tập trung vào thì chúng ta mới giải quyết được. Rồi, mời bạn Long đâu? À, Khoa đâu? Khoa, tiếp. Khoa. Dạ đây. Diện tích tam giác bằng gì? Diện tích tam giác B này. Đọc. 35 Một. chia 2 đây, 35 chia 2. Cứ từ từ thôi. 1/2 nhân đáy là mấy? 1/2 nhân đáy Đáy là mấy? là 7 7. Nhân chiều cao là mấy? đây. 5 đây. Chiều cao chúng ta thấy nó bằng 5 này, đúng không? Rồi, 5. Thì chúng ta nhân vào là nhiêu? Bao nhiêu? Là bằng 35 chia 2 này. Rồi, 35 phần 2. Rồi, whole figure nó là mấy? Whole figure là cộng hết lại đấy, là toàn bộ cái hình. Bao nhiêu? Mấy khoa? Dạ là bằng cái này. Cái whole figure này. 95 98 Rồi, 98 phần 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 mấy? hai này. Ok. Hình như nó bị thiếu cái gì ở đây này. Chúng ta kiểm tra lại coi. Kiểm tra lại. 7 Thấy nhân chia hết luôn rồi, phải chia 98 chia 2 là bằng 963 phần 40. mấy? Còn cái này là 5 nhân 7 là 35 phần 2, cộng lại là 98 phần 2. 98 phần 2 là nó bắt chúng ta phải chia ra luôn. 98 phần 2 chia ra là mấy? Chính đáp phần hai bằng 40. Chính là 40. Đúng không? 49. Được chưa? Rồi. Rồi, mời bạn Minh Châu đâu? Minh Châu. Rồi, bây giờ ý tưởng tính cho thầy diện tích hình này sao đây? Hình A là bao nhiêu? Đọc đi. Đọc công thức, nhưng mà bằng con Một số. phần hai 1/2 nhân đáy đâu? Đáy lấy đâu? Đáy là mấy? năm nữa. Đáy thì sao năm được? Bây giờ chúng ta xếp cái tam giác này này, tam giác A này đúng không? Thì chúng ta xem đáy nó, đáy nó là một cạnh của tam giác. Đáy nó này, đúng không? Tại sao chúng ta chọn này là đáy? Bởi vì từ cái đỉnh còn lại đấy, nếu chúng ta hạ vuông góc xuống, đấy, hạ vuông góc xuống thì chúng ta thấy nó bằng đúng cái cạnh này luôn này. Đấy. Vậy là 1/2 nhân đáy là mấy? Đáy là bao nhiêu? Trả lời. Đáy là mấy đây? Là 7. Chiều cao là mấy? ạ. Chiều cao là 5. Rồi, chiều cao là 5.
Vậy thì nó ra bao nhiêu? 35 phần Rồi, 35 phần 2. Rồi, bây giờ hình B. Hình B. Hình B mời bạn Tiến Minh nào. Hình B. Yeah. Rồi, hình B là hình gì? Hình B này. Đó là hình gì đây? Tam giác. À, tam giác. Bây giờ chúng ta chọn cái nào là đáy? Cạnh đáy bằng mấy? Tính đấy bằng năm. Cạnh đáy bằng 5 hả? Cạnh đáy là nó phải nối hai đỉnh của tam giác cơ. Nối hai đỉnh nào? Nối hai đỉnh của tam giác. Chúng ta thấy nó có ba đỉnh đấy. Ba đỉnh của tam giác đấy. Vậy chúng ta nối hai đỉnh nào? Để nó bằng mấy? Hả? À. Chúng ta sẽ phải nối cái nào? Chúng ta sẽ phải nối hai đỉnh này này. Bởi vì tại sao? Bởi vì chúng ta lấy cái đỉnh còn lại, chúng ta có thể kẻ một cái đường vuông góc nằm đây này. À. Thấy chưa? Thì chúng ta cũng thấy nó là đường cao. Nó xác định là đường cao cho chúng ta. Đường cao đấy. Rồi, vậy thì diện tích hình B bằng gì đây? Tiến Minh. Đồng Đọc bộ đi. 1 phần 2. hai Nhân đáy đâu? Là bao nhiêu? Đáy là mấy? Đáy năm là mấy? năm Đáy là 4. Ta nói là cạnh này cạnh đáy này, 4 này. Còn từ cái đỉnh còn lại hạ vuông góc thì nó là chiều cao là nhân 5. Và chúng ta sẽ ra được 20 phần 2. Ta điền vào đây. Những bạn không làm bài nghiêm túc á, thì rất là khó để mà chúng ta nắm bắt bài. Đặc biệt là cái lớp đúng của mình không học, muốn học lớp nhảy mà lại không làm bài thì làm sao mà học được. Rồi, Quốc Anh đâu? Cộng hai này lại là nhiêu? Tính hau phi g của nó đó. Là nhiêu? À, cộng hai cái này lại chúng ta ra là 55 phần mấy? 55 phần 2. Nó có thiếu gì không? Hình tam giác B sao? À, chúng ta phải sửa nó lại là 20 phần 2, tức là phải sửa lại thành số 10. Nó không cho để như vậy nha. Rồi. Mời bạn Khoa. Dạ Rồi, tính hình chữ nhật A. Tính ra đây. 8 nhân 5 thầy, tại vì 10 trừ 5 ở phần dưới thầy. Ok. Chúng ta thấy một cạnh của nó là 8. Chúng ta nhân cho cái cạnh này. Chúng ta xác định nó là bằng 5. Bởi vì chúng ta nhớ rằng toàn bộ cái chiều dài này này, người ta cho là 10. Đúng không? Số 10 này là toàn bộ chiều dài. Mà trong khi đó cái đoạn ngắn này đấy, chúng ta biết nó là 5 rồi. Vậy thì cái đoạn còn lại là chúng ta trừ đi. Vậy là bạn nói nó bằng bằng 5. Vậy chúng ta ra được diện tích hình chữ nhật là hai cạnh nhân với nhau. Là 8 nhân 5 là 40. Rồi bạn Châu đâu? Châu. Tính hình B, tính sao? Một phần hai. Diện tích hình B bằng 1 phần 2. Đáy đâu? Là mấy? 50 hả? 10 đâu mà 10. Đáy sao 10? 8 à? Sao 8 được? Cái tam giác này cạnh đáy nó là cái nào? Là số mấy? Số Cạnh 6 đáy. à? Ờ, số 6. Cái này là đáy này. Nối hai đỉnh. Và chúng ta thấy là cái chiều cao là cái cạnh này. Bởi vì chúng ta thấy nó vuông góc à? Vậy cái này là 5, kia là 6. Vậy là nhiêu? 6 nhân 5 là Là ra nhiêu? bằng 15 à? 15. Rồi, chúng ta kiểm tra coi diện tích hình C là bao nhiêu đây? C là mấy? 15 à? Chúng ta thấy hình C 1 phần 2 đáy
chúng ta xem cạnh này nối hai đỉnh này là 5. Nhân chiều cao là từ cái đỉnh này hạ vuông góc xuống, chúng ta gọi nó là chiều cao, đó là 2. Vậy thì người ta ra bằng 5 rất là đúng. Rồi, hậu phi g là mấy đây? Hậu phi g là nhiêu? 60. 60. Rồi, cộng lại chúng ta ra 60. Rồi. Bài này hơi đặc biệt một chút. Là thầy dùng cái hình này để thầy dạy cho các bạn tính diện tích hình thang luôn. Rồi. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái hình thang này này. Nó cũng hơi đặc biệt một chút xíu nhưng mà nó cũng tổng quát thôi. Chúng ta thấy là người ta yêu cầu chúng ta tính toàn bộ cái hậu phi g này thì chúng ta nhận diện nó là hình hình thang. Tại sao nó là hình thang? Chúng ta nhớ là kiến thức của chúng ta là gì? Có hai cạnh của hình thang nó song song với nhau. Thì chúng ta gọi đây là hình thang. Vậy thì tính diện tích hình thang như thế nào? Thì thông thường đấy là chúng ta thấy người ta sẽ phân mảnh nó ra thành tam giác, đúng không các bạn? Tam giác. Thì các bạn thấy diện tích tam giác này này, thầy sẽ ghi cho các bạn như sau. Diện tích của một cái hình thang thì ở đây nó sẽ bao gồm diện tích của tam giác cộng cho diện tích của một hình chữ nhật. Mà tam giác ở đây là bằng cái gì? Bạn Khoa. Bạn ghi Tam giác đây. hôm nay là bằng 1 phần 2 bộ nhân 1 phần 2 4 nhân nhân đáy. 4. Nhân đáy là 4 đúng không? Tức nghĩa là do chúng ta lấy 9 là nguyên cái chiều dài lớn, chúng ta trừ cho cái cạnh ngắn là 5. Chúng ta nhân như vậy. Nhân chiều cao của nó là 6. Đúng không? Thì chúng ta ra được diện tích tam giác. Diện tích tam giác. Bây giờ chúng ta phải cộng thêm cái diện tích của hình chữ nhật nữa là cái nào Khoa? Là bằng 5 x 6 rồi. Rồi, chúng ta lấy hai cái cạnh 5 nhân 6. 5 nhân 6. 5 nhân 6. Lúc giảng thì cứ chạy loanh quanh đi đâu thì học cái gì, đi ra ngoài với bố đi. Nghe lên. Rồi. Bây giờ chúng ta ghép lại. Bây giờ ghép cái này lại sao đây Khoa? Ghép là cộng lại thầy. Bây Nhưng ra xong rồi cộng lại. giờ chúng ta quy đồng nhé. Quy đồng. Yeah. Bây giờ thầy sẽ tổng quát cho các bạn một chút xíu ở chỗ này này. Chúng ta tính cái này cụ thể thì dễ rồi. Bây giờ nếu cái số 5 này đấy, thầy đặt cái này là A, đúng không? Thầy số 9 này thầy đặt nó là B. Chiều Yeah. 6 này là H. Thì giờ thầy thế vào đây nha. Thầy sẽ có như sau. 9 này thầy thay bằng B. 5 này thầy thay bằng A. 6 này thầy bằng H. 5 này thầy thay bằng A. 6 này thầy Là thay bằng H. à. Rồi. Để chúng ta rút ra một công thức tổng quát sau này chúng ta xài luôn. Chúng ta xài. Vậy thì diện tích hình thang này nó bằng gì đây? Chúng ta quy đồng lên. Quy đồng bằng gì đây? Bằng gì? B B A B B chữ A. chia 2 cộng cho bây giờ số 2 này thì quy đồng cho A nhân H thì nó 2 lần A nhân H chia 2, được không? Được không? Được không Khoa? Rồi. Được rồi. Chúng ta thấy 2 là mẫu số chung này. Bây giờ chúng ta nhân H vào cho thầy. Hoặc là thầy gọi là thầy rút H ra ngoài cũng được. À, rút H ra ngoài cũng được. Thầy rút ra ngoài thì có phải bên trong thầy còn lại là B trừ A. Còn trong này thầy cộng cho 2A. Được chưa? Thì chúng ta rút ra được cái gì đây? B trừ A cộng 2A. Thì chúng ta thấy trừ A cộng 2A chính là còn lại là A. Rồi, thầy chia 2, thầy nhân cho H. Vậy thầy sẽ rút ra được một cái công thức tổng quát để chúng ta tính diện tích bình hành là gì? Người ta sẽ gọi là đáy bé cộng đáy lớn nhân cho chiều cao chia 2.
các bạn có thể chú thích vào nha, chú thích vào như sau: diện tích của hình thang sẽ bằng đáy bé cộng đáy lớn nhân cho chiều cao chia hai. Đây, hãy cho các bạn một chút xíu, các bạn có thể chú thích lại. Bây giờ chúng ta xài thôi, mai mốt là chúng ta nhìn thấy là chúng ta chỉ biết tính tổng của nó, tính diện tích là cứ lấy đáy bé cộng đáy lớn, đấy chưa? Sau đó chúng ta nhân chiều cao, chúng ta chia hai ra được cái này. Rồi, ai hiểu được cái công thức tính diện tích hình thang này giơ tay thầy xem. Ai hiểu? Chúng ta hết sức lưu ý, đặc biệt những bạn mà học chương trình Bộ Giáo dục như bạn Minh Châu và Quốc Ân ấy, là chúng ta sẽ học bằng công thức, là đưa công thức ra là biết bé cộng lớn nhân cao chia hai, học thuộc và vận dụng. Còn đây thầy đã chứng minh rồi mà chúng ta cũng không không nắm để mà hiểu vận dụng nữa là chịu thua, hoặc là phải có chú thích nữa. Sao không thấy là giơ tay gì hết đấy, có hiểu không? Học phải phản hồi chứ. Minh Châu nè, Minh Châu có chỗ nào thắc mắc? Dạ không ạ. Tại sao không giơ tay? Học phải chú ý nghe thầy hỏi chứ. Châu là thầy thấy học là có vấn đề nha, hết sức lưu ý đấy. Rồi, bài này thầy bỏ qua các bạn. Các bạn tự tính nha. Chúng ta ví dụ như là thầy nhẩm nhăn cho các bạn này: diện tích hình A là bằng 4 nhân cho chiều cao là 6 là 24, chia 2 là 12. Diện tích hình chữ nhật B, diện tích hình chữ nhật B là 5 nhân 6 là 30, cộng lại thì chúng ta sẽ ra là 42 nha, 42. Đây, đó là chúng ta dùng bài phân mặt để chúng ta nắm được cái này. Rồi, bây giờ chúng ta xem coi diện tích của một hình lung tung thì chúng ta kết hợp sao. Mời bạn Minh Châu. Minh Châu. Rồi, phân mảnh ra để chúng ta tính diện tích toàn bộ cái hình này. Tính nào trước? Tính nào trước? Tính hình nào Chủ trước? nhật trước à? Cái gì? Chữ nhật trước. Rồi, chữ nhật Sáu trước bằng nhiêu? nhân chín à? Tổng nhân chỉ là nhiêu? Là 54. 54. Rồi, tính cái hình thứ hai là hình nào? Hình gì? Hình gì? Hình thứ hai là hình nào? Tam Rồi, tam giác. Tam giác thì tính sao? 1/2 nhân 9 nhân 3. 1/2 nhân đáy là 9, nhân chiều cao là 3 thì là nhiêu? 27 phần 2, và chúng ta tính ra chia ra luôn thì nó là 13 chấm 13.5, đúng không? 13.5. Rồi, gộp lại là nhiêu? Gộp lại 54. mấy? Năm mấy? Sáu mấy? 7.5. Rồi, 67 chấm 67.5. Rồi, số trả lời coi hình này hình gì? Nhận diện nó hình gì đây? Hình gì? Thằng Ken anh Thái dẫn nó ra ngoài đi. Học hành giảng chứ lo cho gì đâu. Rồi, số trả lời. Hình gì? Đây là hình gì? Hình bình hành. Thế là hình bình hành. Hình bình hành là hình sao? Mới dàn xong, chỉ có hai đường thẳng song song thôi thì nó là hình thang.
Con nhớ được không? Hai đường thẳng mà nó song song với nhau, tức là tứ giác là bốn điểm. Mà chúng ta thấy có hai đường thẳng song song thì chúng ta nhận diện nó sẽ là hình thang. Hình thang. Còn hình bình hạnh là nó phải có tới gì? Cặp này song song, cặp kia cũng phải song song luôn. Thì chúng ta phải ra cái hình này mới gọi là hình bình hạnh. Hình bình hạnh. Đây là hình bình hạnh, còn có hai cạnh song song nó chỉ gọi là hình thang thôi. Vậy lúc nãy chúng ta mới nói chuyện tới hình thang bằng gì? Đấy gì đây? Đấy gì? Từ nãy giờ gọi này là đấy gì? Nó gọi là đáy bé cộng với đáy gì? Đáy lớn nhân cái gì? Nhân gì đây? Nhân chiều cao chia hai. Rồi thế số vào bé là gì, bằng bao nhiêu? Đáy bé là bằng bao nhiêu? 4 cộng lớn là bằng mấy? 6. Nhân chiều cao là nhiêu? 4 chia 2. Rồi kết quả ra là mấy? À, 4 cộng 6 là 10. Nhân 4 là 40. 40 chia 2 chúng ta ra bằng 20. 20. Rồi diện tích hình thang của chúng ta là như thế. Và cái diện tích này cũng là hình thang thôi. Đáy bé cộng đáy lớn nhân chiều cao chia 2. Còn các bạn thích phân mảnh thì thầy cũng thể dạy phân mảnh cho các bạn như sau. À, thường đi thi mà tốc độ, chúng ta học chương trình Bộ Giáo dục mà tốc độ là chúng ta phải thuộc công thức. Chúng ta hiểu rồi chúng ta thuộc, chúng ta thế vào. Chứ chúng ta không còn phân mảnh nữa. Phân mảnh chỉ dành cho những cái hình nào nó phức tạp chúng ta phân mảnh. Còn chúng ta nhận diện nó đây là hình thang là cứ thế thế vào là tấn. Còn ý tưởng mà chúng ta vẫn muốn dùng phân mảnh để chúng ta luyện tập đấy. Rồi, mời bạn Minh Châu đâu, phân mảnh ra đây. Dạ. Phân mảnh sao? Cắt ra là thành hình gì? Hình gì? Tam giác và hình chữ nhật à? À, cái hình chữ nhật ở giữa nó là bao nhiêu? Diện tích là mấy? Năm 5. 30 20. À, 5 nhân 4 là 20. Vậy là cái hình chữ nhật là diện tích nó bằng 20 rồi. Bây giờ thầy có hai cái tam giác còn lại. Bây giờ thầy vẽ nó bên ngoài này, thầy nối nó lại được không? Bên kia nó là tam giác nữa, thầy nối nó lại vậy được không? Vậy thì chúng ta xác định ra được cái đáy của nó là nhiêu? Đáy nó là mấy? Theo Châu đáy nó là nhiêu? Mấy? Là mấy? Không biết Không biết. không biết hai Tính toàn bộ cái chiều dài này là mấy? chín chín Chín. Nếu chúng ta đục bỏ cái cạnh này đi thì nó ra hai cạnh còn lại đúng không? Là mấy? bốn Bốn. hai Vậy thì hai cái này nó chính là lấy đáy lớn trừ đáy bé đấy. Đáy lớn trừ đáy bé nó gọi cái lật này nó là 4. Chiều cao nó là mấy? Chiều cao của nó là mấy đây? Mấy? Chiều cao nè là mấy? bốn rồi 4. Vậy thì diện tích tam giác là nhiêu? 1/2 nhân cạnh đáy nhân gì? Chiều cao năm là nhiêu đây? Là mấy? tám rồi À, là 8. Rồi, chúng ta ra bằng 8. Vậy 8
cộng 20 vậy tới đâu mấy? Tới tới mấy? Cộng lại bằng mấy đây cháu? Nhanh lên. Hai tám mà. Rồi, 28. Rồi. Bây giờ chúng ta dùng cách thứ hai. Số đâu? Cách thứ hai. Hình này hình gì? Hình thang. Chúng ta xác định có hai cạnh song song. Nhớ nha, nó phải là song song mới gọi là hình thang. Rồi cái này là chiều cao. Bây giờ chúng ta vận dụng công thức để tính hình thang là bằng gì? 1 phần 2 nhân gì? Đẩy gì? Đẩy gì? Bẻ. Bẻ là nắm. Cộng cho cái gì nữa? Lớn là 9. Nhân cho cái gì? Nhân chiều cao là 4. Rồi ghép lại. 5 cộng 9 là 14. Chúng ta nhân 4 chia 2. Vậy thì 14 chia 2 là còn mấy? 7. 7 nhân 4 tiếp là nhiêu? 28. Có giống không? Đấy. Chúng ta vận dụng công thức thì nó sẽ nhanh hơn. Không phải lúc nào chúng ta cũng phân mảnh nha các bạn. Vì chúng ta hiểu rồi chúng ta không phân mảnh nữa. Rồi, mời bạn Khoa. Này tính sao đây Khoa? Dạ, mình tính cái tam giác là 7 x 10 chia 2 là 35, xong rồi tính cái Rồi. phần nhỏ là Rồi. Bây giờ chúng ta tính cái diện tích tam giác trước là nhiêu? dạ Là nhiêu? 35 thầy. À, sao à, chúng ta lấy một, chúng ta tính nó ra. Là cũng công thức diện tích tam giác là gì? Là 1 phần 2 nhân đáy. Đáy là nối hai đỉnh này là 10. Nhân chiều cao là 7. Thì bạn ra được 35. Rồi. Bây giờ chúng ta ra được cái hình ở dưới. Tính được không? Hình gì? Dạ, được luôn rồi. Hình gì? Hình gì? Hình tháng. Đúng không? Cộng cái gì? Hình như là Nhân mấy? trapezoid là hình như là 1 phần 2 đáy trên cộng đáy dưới nhân cho chiều cao. Rồi. Nhân cho chiều cao là 5. Ra nhiêu? 3 cộng 10 là 13. 13, 13, 65, 13 nhân 5 là 65, 65, 1 phần 2 65,2. thầy. Rồi. Vậy chúng ta ghép hai này lại. Thì nếu chỗ này chúng ta để 70 phần 2 thì chúng ta cộng lại nó sẽ dễ hơn. Dạ. Bao nhiêu? Dạ là bằng 135 phần 2 thầy. À, chúng ta nhớ cái này là 135 phần 2 đơn vị. Nhưng mà nếu chúng ta đổi ra số thập phân ấy, thì chúng ta cũng có thể là gì? 130 đi. Chúng ta chia cho 2 thì nó ra mấy? Là 65 đúng không? 5 chúng ta chia 2 thì được nhiêu? 5 chia 2 là được thêm 2.5 nữa. Chúng ta ghép vào. Vậy là 67.5. Đúng không các bạn? Đó, thì cũng y chang thôi. Đó là tính cách tính diện tích nha các bạn. Đấy, chúng ta phải hiểu cái này. Thầy hướng dẫn rất là kỹ rồi đó. Rồi. Vậy là thầy tạm thời thầy kết thúc cái phần diện tích ở đây để cho các bạn về nhà làm bài. Rồi, nãy giờ thầy nói cũng xoay quanh mỏi miệng quá rồi. Thầy tạm thời cho các bạn nghỉ giải lao 5 phút nhé. Này, đó. Vậy thì chúng ta thấy về mặt toán học ấy, khi người ta tính toán là người ta tính cái lượng thời gian. Nha các bạn, cái lượng thời gian. Chứ người ta không không có tính cái năm. Nên người ta có thể người ta sẽ lấy cái một cái năm nào đó, ví dụ năm 2000 làm cái mốc là lúc khi sinh này, người ta đánh dấu zero. Và lúc đó người ta sẽ chuyển năm 2007, người ta coi nó là năm thứ bảy. Đúng không? Năm thứ bảy. Đây là năm zero làm gốc. Và 2007 nó là năm thứ bảy. Và để biểu diễn năm 1997 thì người ta biểu diễn nó thành con số trừ 3 để nói rằng trước đó nha. Và về toán học người ta nói đến những con số này thôi. Thì ngoài cái việc mà chúng ta hiểu cái sự so sánh các con số, chúng ta phải hiểu được cái sự kiện này, đúng không?
cái sự kiện nào là sự kiện đúng để xem chúng ta có hiểu về cái sự so sánh này hay không. Kiểm tra quốc ân nào, quốc ân đấy, kéo xuống sự so sánh, kéo cái nào trước, kéo cái nào trong ba cái này, chúng ta kéo cái nào xuống trước để chúng ta so sánh đây. Trừ 25, 39 với dấu lớn hơn thì kéo nào trước? Rồi, 39 kéo trước. Kéo đến tiếp gì? Lớn hơn số nào? Âm 25. Đó. Sau đó, tại vì người ta nói kéo những cái thẻ này vào trong cái ô để so sánh. Và người ta cũng nói chúng ta là mô tả nào trong này sẽ là đúng với cái sự so sánh này. Đấy. Thì bây giờ ý tưởng là chúng ta làm sao để chúng ta xác định câu nào là đúng? Dựa vào đâu? Chúng ta nên nhớ chỗ này là so sánh là hai đợt đen. Hai đợt đen. Câu nào cũng là hai đợt đen. Tức là đang nói cái chủ ngữ đằng trước này nó sẽ so sánh với cái chủ ngữ hay là sự kiện đằng sau. Vậy thì cái A này phải lớn hơn cái B này, đúng không? Vậy thì cái nào là A? Trong cái sự so sánh này, cái nào là A? Cái nào? A là 39 hay là trừ 25? À, chúng ta nhìn vào, chúng ta phải thông minh tới mức chúng ta nhìn thấy cái này là lớn hơn. Vậy là đang nói cái sự kiện Red Robin hay là cái gì đó là đang nói về con số 39. Vậy giờ chúng ta phải kiểm tra con 39 là đang nói về sự kiện nào đây? Sự kiện nào đây? Sự kiện gì? Red Robin là chính là 39 ấy. Vậy là Red Robin sẽ lớn hơn sự kiện nào? Sự kiện nào đây? Island. Vậy là chọn câu nào? Câu A. Vậy thì chúng ta đã diễn đạt được câu A chính là đang nói về cái sự so sánh ở trên này. Chứ không phải chúng ta chỉ so sánh hai con số không? Không. Con số phải gắn liền với một cái bài toán liên quan đến sự kiện. Vậy so sánh con số xong thì chúng ta phải xem coi nó là cái sự kiện gì thì mới chứng tỏ rằng chúng ta hiểu về cái sự so sánh đó. Đây, cho luyện tập thêm một tí nữa. Mời bạn Châu so sánh cho thầy xem. Dạ. Ở đây người ta nói là gì đây? Cái gì? Con một con mẹ bà đang bay trên ở trên Ở trên cái gì? cái gì đó cách Gì đấy? 15 Ground. mét từ 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 trên mặt đất rồi. Ở mặt đất. Bay trên mặt đất. Ví dụ thầy lấy cái này là mặt đất. Vậy nó đang bay như thế này. Vậy thì cái đây nó là 15 đúng không? Vậy là cái độ cao chỗ này là 15 này. Vậy mặt đất thầy lấy nó là zero. Còn cái con này nó đang ở nhiêu? Đang ở mấy? 23 mét. 23 mét, nằm dưới mặt đất hay trên mặt đất? Trên hay dưới? Ở trên. Trên. Vậy nó trên luôn cái con eagle hay là dưới con eagle? Hả? Trên hay dưới con eagle? Con Trên. eagle nằm trên này, trên luôn. Vậy là nó nằm trên này. Trên này thì có ở đây hay ở đâu thì cũng được nhá. Tại vì người ta đang so cái gì? So chiều cao mà. Thì chiều cao của này là 23, chiều cao con này là có 15. Thì người ta nói so sánh, hãy viết cái bất phương trần để so sánh cái này. Đấy, đọc cho thầy coi, so sánh sao? 23 23.
Lớn Cho nên hơn 15 à? rồi lớn hơn 15. Rồi vậy thì câu trả lời nào đúng đây? Câu nào? B. Câu Câu B. Câu B là nói rằng eagle, eagle thì nó bay thấp hơn con falcon đúng không? Rồi, thấp hơn. Đó, chỉ vậy rồi. Mời bạn Khoa. Bạn Khoa. Dạ đây. Rồi, cái này là cũng nói độ cao của hai con. So sánh nào là đúng? Hai B. Con nghĩ là Thế nào? Nhìn vô biết nào không? B này, B. B. Sao kỳ vậy? Chúng ta nhớ cái này là 10 này. Whole number nó là 10. Dạ. Rồi cái 3 phần 5 Đâu, tức ai nhầm, A thầy. là không phẩy mấy thôi. Vậy cái này nó là 10 phẩy. Còn đây là 17 phẩy. Vậy thì không thể nào lớn hơn được. Nên chúng ta phải chọn là A. 17 này nó có phẩy thì nó cũng lớn hơn 10 phẩy. Đúng rồi. Rồi. Bây giờ câu phát biểu nó là đúng đây. Câu nào? Ai bè. Chúng ta phải nhìn cái từ so sánh đấy là đang nói chủ thể nào đây? Đang nói cái cao hơn. Tức nghĩa là đang nói cái này cao hơn. Cái này là cái nào? Cái nào? Con nào? Con nào Khoa? Dạ. 17 1 phần 9 là con nào đấy? Con red này. Redbird. Đó, Redbird là đang nói về độ cao nó này. Vậy Redbird, vậy chúng ta nói con số này là gì? Redbird sẽ cao hơn Bluebird. Đó, Bluebird. Vậy là câu nào? Ai về? Con A. Câu Con A. A luôn này. Dễ không các bạn? Quá dễ luôn. Về nhà kéo kéo xuống rồi chúng ta tự so sánh đi để chúng ta hiểu được cái sự so sánh này. Rồi, vậy là thầy kết thúc tạm thời cái chỗ so sánh nhé. Chúng ta làm quen với so sánh khái niệm bất phương trình là so sánh lớn hơn hay nhỏ hơn đấy. Chúng ta sẽ học còn khó hơn nữa, nhưng mà cái căn bản này chúng ta không làm bài tập rất khó để chúng ta học tiếp cái nội dung kế tiếp. Rồi, bây giờ chúng ta đang sang cái phần so sánh giá trị tuyệt đối. Rồi, mời bạn soi. Bạn soi. Rồi, cho cái trục số này. Đây là số 0. Đây là con số trừ 2. Đây là con số 4. Vậy thì khi chúng ta nói chi tuyệt đối của 4 chính là nói cái gì? Khi chúng ta đề cập đến chi tuyệt đối của 4 là chúng ta đang nói cái gì? Ví dụ như cái người đó đang đứng vị trí là 4 so với cái gốc cây là zero. Chúng ta lấy gốc cây làm mốc là zero. Và xôi là đang đứng ở vị trí là số 4. Đúng không? Là đang đứng ở cái hướng này, số 4. Vậy thì khi nói tới chi đối của 4 là nói đến cái gì? Bao cổ là gì? Chi tuyệt đối của 4 tức là chúng ta đang nói khoảng cách từ con số 4 này đến con số mấy? Số 0. Vậy thì chúng ta nói chi tuyệt đối của 4 chính là khoảng cách từ con số 4 đến số 0. Là chúng ta đang nói khoảng cách của nó. Vậy thì tương tự như vậy, khi chúng ta nói chi đối của trừ 2 là nói gì? Khoảng cách từ đâu? Từ số âm 2 cho đến số này. Đó, chúng ta đang nói cái đoạn này. Biểu diễn nó là chi đối của trừ 2. Đơn giản không? Nói đến chi tuyệt đối là chúng ta nói đến cái độ lớn hay còn gọi là cái khoảng cách từ vị trí đó đến con số 0. Và mở rộng thêm cho các bạn nữa. Mở rộng thêm các bạn một cái nữa. Là nếu chúng ta muốn tính khoảng cách từ con số
trừ 2 là vị trí trừ 2. Chúng ta đo đến cái khoảng cách đến con số 4. Thì chúng ta đo khoảng cách của nó, người ta sẽ nghĩa là gì? Là lấy trị tuyệt đối. Đúng không? Khoảng cách từ đây đến đây là trị tuyệt đối của con số 4. Chúng ta trừ cho cái con số còn lại là số mấy? Số mấy rồi? Trừ cho âm 2 nè. Thấy chưa? Và chúng ta bỏ trị đối. Nhớ nha, chúng ta lấy tính khoảng cách của hai con số này thì chúng ta lấy trừ trừ hai con số này cho nhau rồi chúng ta bỏ chuyển đổi, là chúng ta đang đo cái khoảng cách của nó. Vậy thì khoảng cách từ trừ 2 đến 4 là mấy? Tính ra 4 rồi trừ cho trừ 2 chính là cộng mấy? Trừ cho trừ 2 là mấy? Trừ của trừ thắng cộng 2. Mấy cái này mà chúng ta không nắm cái căn bản này là chúng ta không có tính được nhé. Đấy, chúng ta học mà chúng ta không có luyện tập, không có làm bài kỹ. Vậy thì phải lưu ý là trừ của con số trừ 2 chính là cộng 2. Bà cũ nói rồi, không giảng lại. Rồi tính tiếp. Vậy 4 cộng 2 là mấy? 6. Vậy trị đối của 6, thì chúng ta thấy trị đối của 6 là trị tuyệt đối của con số dương. Nên chúng ta sẽ thấy nó bằng, chúng ta bỏ đi. Nếu bên trong nó là số dương, chúng ta bỏ đi thì nó sẽ thành con số 6. Được chưa? Vậy là khoảng cách từ hai cái này là bằng 6. Chúng ta kiểm chứng lại thì chúng ta không thấy là gì? Từ vị trí trừ 2 chúng ta di chuyển tới đây là chúng ta phải đi đi hai đơn vị. Xong rồi từ 0 chúng ta di chuyển tới 4 là thêm 4 đơn vị nữa. Vậy thì tổng cộng là chúng ta phải đi là 6 đơn vị đấy. Rồi. Bây giờ dựa vào đây thì chúng ta xem coi là cái độ lớn của cái nào lớn hơn. Cái nào lớn hơn? Chúng ta nhìn cái khoảng cách từ trừ 2 cho đến 0 là bằng này. Khoảng cách từ 4 cho đến 0 là bằng này. Vậy cái nào lớn hơn? Cái nào lớn hơn? À, vậy là trị tuyệt đối của 4 lớn hơn trị tuyệt đối của trừ 2. Vậy chọn dấu nào? A, B, C? B. Chúng ta sẽ thấy B nó lớn hơn. Đúng chưa các bạn? Đó. Còn cũng có một cách nữa là các bạn sẽ ngồi các bạn tính ra. Trị tuyệt đối của 4 là 4. Trị tuyệt đối của một con số âm thì nó sẽ ra khoảng cách nó là 2. Và chúng ta thấy được 4 lớn hơn 2, đúng chưa? 4 lớn hơn 2 tức nghĩa là trị tuyệt đối của cái này lớn hơn cái này. Nên chúng ta chọn cái dấu này là hoàn toàn đúng nha. Nắm được vấn đề chưa? Rồi. Cái này là học ở lớp 6 nha các bạn. Rồi. Thầy kiểm tra bạn Minh Châu. Mỗi bạn thầy kiểm tra một câu thôi. Minh Châu. Dạ. Nhìn vào đây thì thấy cái nào lớn hơn biết không? Biết không? Nhìn phát biết không? Chọn cái nào? 0,7 0.7 lớn hơn. Chết rồi. Bây giờ chúng ta vẽ cái trục số ra coi. Số 0 nằm đây. Trừ 6.7 nó nằm đâu? Nằm tít dưới này. Đúng không nào? Đúng cháu. hơn. Dạ. Còn 0.7 nó nằm đâu? Nếu mà thầy chia cái này ra là khoảng là 6 vạt này. Đúng không? Thì cái 1 nó nằm đây. Vậy thì 0.7 nó nằm đâu đây này? Vậy là 0.7. Bây giờ cái đề này người ta nói cái gì? Người ta nói cái này là khoảng cách là từ đây đến đây. Đúng chưa? Trị tuyệt đối của trừ 6.7 tức là khoảng cách từ đây đến đây này. Khoảng cách nó bằng mấy? Từ vị trí trừ 6.7 cho đến 0 thì khoảng cách nó bằng mấy châu? À. Từ đây đến đây là trừ 6.7.
trừ 6.7 là vị trí, còn trị tuyệt đối nó là khoảng cách. Đấy chưa? Nên người ta mới dạy cho chúng ta học thuộc lòng một cái câu là trị tuyệt đối của một số âm thì chúng ta thêm dấu trừ vào, đúng không? Là trừ của trừ 3, trừ của trừ 3 là chúng ta thêm dấu trừ vào đấy, thì nó thành là 3 đấy. Vậy thì cái con số này trị đối nó bằng mấy Châu? Bằng mấy? Trả lời. Mấy Châu? Trị tuyệt đối của con số âm nè thì nó ra thêm dấu trừ thành ra số dương. Vậy trị đối của con số này thêm dấu trừ vào thành 6.7 nhé. Vậy là chúng ta thấy cái khoảng cách từ đây đến đây là 6.7, khoảng cách từ đây có chút xíu là 0.7. Thì làm sao mà chúng ta nói là 0.7 lớn hơn được? Cũng là vấn đề không làm bài đấy. Nha. Không làm bài thì không có giải quyết được cái gì cả. Rồi, thầy tập trung thầy xử lý cho bạn Khoa. Mấy cái bạn mà không làm bài nữa, thầy cũng bó tay rồi. Bạn Khoa đâu? Đây Học đây rồi. Rồi, bây giờ nè, bằng chúng đau ta lớn ở cái bên cái nào? B lớn, B thầy B. À, cái B hả? Bây giờ chúng ta xem coi 2.5. Đây là bằng này, xong rồi thêm hai dấu trừ nữa là 2/5. cộng. Bây giờ chúng ta từ từ, trị tuyệt đối của trừ 7/5 nó ra nhiêu? Trị tuyệt đối của trừ 7 7 phần 5. bằng bằng mấy? 7/5 thôi. 7/5. Vậy chúng ta đã viết, thay vì chúng ta viết trị đối của số âm thì chúng ta ghi bỏ trị đối đi, là 7/5 thôi. Vậy cái nào lớn hơn? Cái 7/5. À, 7/5 lớn hơn. Vậy là chúng ta chọn câu nào? Câu Câu ai á? A. Câu A nha. Chúng ta phải phân biệt là 2/5 so với trừ 7/5 thì nó khác. Người ta đang so sánh hai cái này này, thì chúng ta sẽ thấy là số dương nó sẽ lớn hơn số âm. Nhưng mà đây người ta so sánh cái gì? Trị tuyệt đối của nó mà, đúng không? Nếu mà trị tuyệt đối của nó thì nó phải thành cộng. Vậy thì lúc này chúng ta phải thấy là 7/5 nó lớn hơn, 7/5 nó lớn hơn đó. Nên thầy khuyến cáo bạn Minh Châu á, là phải dành thời gian làm bài và làm đúng tiến độ của thầy. Có thể xin nghỉ ngày thứ bảy đi nhá, nghỉ ngày thứ bảy học ít thôi, rồi chúng ta nghiêm túc chúng ta làm bài thì chúng ta mới tiến bộ được. Muốn học lớp thứ bảy mà không có thì giờ làm bài, không có nghiêm túc để hoàn thành cái bài của ngày thứ bảy thì làm sao mà học 2 ngày được? Học 1 ngày thôi, nghỉ ngày thứ bảy đi. Đây, mời Quốc Anh đâu? Cái số đầu tiên lấy trị đối của 12 ra mấy? Trị tuyệt đối của số dương thì ra 12. Tại vì nó đang tính khoảng cách từ số 12 đến 0. Khoảng cách luôn luôn là một con số dương, nhớ chưa? Vậy thì nếu trị đối của số dương thì nó ra 12. Trị tuyệt đối của con số âm thì ra nhiêu đây? Sao trừ 91 được? Đã nó khoảng cách khi mà chúng ta lấy bao giờ nó cũng là con số dương. Nó đang là âm thì chúng ta phải thêm dấu trừ vào để nó thành 91. Số kế tiếp nó không có trị đối nên nó vẫn là trừ 34. Được chưa? Số cuối cùng là nhiêu? Rồi, 50.8. Rồi, bây giờ chúng ta cần phải sắp thứ tự theo thứ tự nào đây? Thứ tự nào? Từ mấy?
Từ bé hay từ lớn? Từ bé đến lớn, vậy chọn số nào bé nhất? Rồi, âm 34. Kế đến cái nào nữa? 12. Rồi, 50.8. Rồi mới tới âm. Cái chỉ đố của âm chính là 91 đấy, nó là lớn nhất. Rồi, Minh Châu trả lời coi cái này là điền dấu gì đây Châu? Châu, điền dấu gì? Điền dấu gì? Bằng À, dấu bằng. Chúng ta thấy rõ ràng là nó bằng nhau đấy. Chỉ tuyệt đối của hai cũng chính là hai, vậy là hai bằng hai, điền dấu bằng vào. Và chúng ta rút ra là một cái kết luận là hai con số, một cái là hai, một cái là chỉ đợi, thì chúng ta sẽ thấy có một hiện tượng là bên trong mà nó giống nhau mà nó là số dương đấy, là chúng ta thấy nó bằng nhau à. Còn nếu mà bên trong nó là trừ 2, chỉ đố của trừ 2 với bên này là trừ 2 thì chúng ta thấy có bằng nhau không? Có không? À, bạn Khoa có bằng nhau không? Khoa? dạ bằng này Bằng. Kiểm tra lại coi. Chỉ tuyệt đối của trừ 2 là bằng bằng 2. Còn đây là trừ 2. Thì sao bằng nhau được? Cái nào lớn hơn? à, cái hai này. À, cái 2 nó lớn hơn. Vậy thì chúng ta rút ra được chỉ tuyệt đối của trừ 2. Nó sẽ lớn hơn trừ 2 nha các bạn. Nhớ chưa? Vậy thì chúng ta rút ra một cái kết luận là gì? Là nếu bên trong này là số dương, đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy là nó bằng nhau này. Nhưng mà nếu là bên trong là số âm thì nó sẽ lớn hơn. Vậy từ đây nó sẽ rút ra cho các bạn một cái kết luận rất là quan trọng là trị tuyệt đối của ít mà nó bằng ít đấy, mà nó bằng ít thì chúng ta thấy là bên trong này nó phải lớn hơn bằng không. Nó bằng không cũng được, cũng là được. Rồi nó là một con số dương, ví dụ như là chỉ đố của 3 thì nó bằng 3. Vậy thì ở đây có phải là chỉ đố của ít mà bằng ít đấy, thì đối với một bài khó chúng ta rút ra được kết luận là ít lớn bằng không nhé. Đối với bài khó người ta dùng, ta rút cái kết luận nhận xét này này để người ta giải quyết một cái bài toán chỉ đối của cái này bằng cái này. Nhưng mà có thể là cơ hội các bạn gặp hiếm lắm, bởi vì các bạn đâu có thi học sinh giỏi đâu mà các bạn gặp được nhé. Còn nếu nếu mà chúng ta thấy là chỉ đối của ít mà chúng ta thấy là nó lớn hơn lớn ít đấy, thì chắc chắn là ít nó phải là con số âm nha. Ít là âm thì chúng ta mới thấy nó đúng được, ít dương nó không đúng. Rồi, nói thêm cho các bạn biết thôi. Nói thêm cái này nữa. Thầy cũng đang ngán cái này. Bởi vì các bạn chưa thẩm thấu và chưa luyện tập được cái kia, dạy cái này là các bạn lăn lóc luôn, sao mà hình dung được. Đây, nói chung thì chỉ yêu cầu bạn Khoa nắm thôi, còn hai bạn kia nắm được không cũng không sao cả, bởi vì chúng ta nắm nhiều bị rối đấy. Rồi Khoa, cho thầy biết coi là chúng ta Dạ dựa số này thì chúng ta thấy là cái câu phát biểu A lớn B là đúng hay sai? không đúng này, không đúng thầy, xong rồi False. Rồi, chúng ta nhìn vào đây chúng ta nói là chỉ đố của A lớn chỉ đố của B, đúng hay sai? đúng này, Tại sao? tại Tại A sao? nó lớn B khoảng tầm vạch số 3. Chúng ta vừa mới nói A lớn B là sai mà. A nằm bên trái số 0. Vậy thì nó là âm thì làm sao nó lớn B được? Chúng ta vừa mới chọn nó là sai. Vậy thì chúng ta phải giải thích tại sao chỉ đối của A thì lớn hơn chỉ đối của B. Nói đúng hay sai?
Đúng hay sai Khoa? Chị đối với A thì nó đổi lại, A là trừ cho nó đổi lại sang bên kia là ba, có nghĩa là vậy cho nên lớn bên. À, cũng được. Tức nghĩa là chúng ta xem ở đây ấy, A ở đây nó là bằng trừ 3. Còn B ở đây là 1. Vậy thì chúng ta thấy là chi tuyệt đối của trừ 3 tức là bằng mấy? Bằng 3. Chi đối của 1 là 1. Vậy thì chắc chắn 3 lớn 1 thì chi đối này lớn hơn. Vậy chúng ta biết được cái này là đúng nha, đúng. Chúng ta dùng cái đó cũng ok. À, ngoài cách đó ra thì chúng ta dùng khái niệm chi đối. Khi nói chi đối của A tức là từ vị trí A này đến 0 thì chúng ta thấy khoảng cách nó bằng này này, đúng không? Còn chi tuyệt đối của B tức là từ B đến 0 là nói khoảng cách này. Vậy thì chúng ta so sánh hai khoảng cách thì chắc chắn là khoảng cách đỏ phải lớn hơn khoảng cách xanh rồi. Thì chúng ta biết nó là đúng, đúng không? Bởi vì tại sao? Đối với một bài khó, nhiều khi chúng ta không có thể biết được con số đây là bao nhiêu. Nhưng cứ cho lẻ là sao? Nó cũng hơi khó. Nên chúng ta dùng khái niệm chi tuyệt đối là tính khoảng cách. Vậy là đây định nghĩa này. Chi đối của A là khoảng cách. Thì khoảng cách này lớn hơn khoảng cách này. Rõ ràng là đúng. Rồi mời bạn Minh Châu thử coi. Minh Châu. Minh Châu. A lớn hơn chi đối của B là đúng hay sai? Đúng hay sai? Sai. Tại sao sai? Tại sao? Người A đúng trái à? A là chữ 3. Còn chi đối của B là mấy? Là 1. Vậy thì nói là chữ 3 lớn 1 thì là đúng hay sai? Hả? Châu, đúng hay sai? Cô phát biểu chữ 3 lớn 1 là đúng hay sai? Sai. Vậy là chọn phô nhảy, đúng không? Yeah. Và chúng ta cũng có thể lập luận như sau. Chị tuyệt đối của B là nói đến khoảng cách, mà khoảng cách chắc chắn là con số dương rồi, đúng không? Nó là con số dương. Nó là con số dương. Còn bây giờ A nó nằm bên trái, tức là số âm hay số dương? À Châu, A là âm hay dương? Là âm. Âm. Vậy thì cái con số âm nó có thể lớn hơn con số dương không? Có không? Có Yeah. không? Không. Đó. Vậy là chúng ta hoàn toàn thấy được nó sai. Đây là cái so sánh. Đó là bài tra lần, nó hơi khó hơn một tí. Vậy tùy các bạn, bạn nào làm được tốt làm được thôi nhá. Rồi Quốc Anh đâu? Người ta hỏi cái con số nào có thể là giá trị phù hợp của x cho cái câu phát biểu này. Người ta cho câu phát biểu này, người ta yêu cầu x nào là nó đúng. Thử trả lời cái x nào đúng. X nào? Số mấy? X mấy? Cái nào? Câu nào? Câu C. Rồi chúng ta xem coi, chúng ta thay x bằng 5 vào. Vậy là 5 lớn chi đối của 2, đúng rồi. Bởi vì chi đối của 2 chính là bằng 2 đó. Vậy 5 lớn hơn 2, vậy là câu C là đúng. Câu B được không? Câu B được không? Chúng ta thử thay x bằng 1 vào kiểm chứng xem 1 có lớn hơn chi đối của 2 không? Có không? 1 có lớn hơn chi đối của 2 không? À không, chỉ đối của 2 là bằng 2 thì 1 sao lớn hơn 2 được. Tương tự như là trừ 9 thay vào. Trừ 9 có lớn hơn chỉ đối của 2 không? Có không? Trừ 9 có lớn hơn không? Không. Không, số âm mà. Âm làm sao lớn hơn số 2 được? Nó sai rồi.
Nên người ta đang yêu cầu chúng ta đi kiếm cái ít nào làm cho cái giá trị của nó là có thể. Cái này nó đang tập cho chúng ta đi tìm nghiệm của bất phương chân đó. Chúng ta thử coi nghiệm nào là đúng, đúng không? Khi chúng ta học thế nào là nghiệm của một so sánh bất phương trần, là những giá trị của ít làm cho nó đúng thì nó gọi là nghiệm. Nó giống như phương trần vậy đó. Rồi, cái này dạy ít thôi, dạy nhiều các bạn bị rối. Ai làm được thì chúng ta sẽ làm được, còn không làm được là sẽ không làm được. Thế thôi. Đây. Nội dung người ta cho thì không phải là bắt buộc các bạn phải làm được hết nha các bạn, tùy theo khả năng của các bạn. Rồi, mời bạn Khoa nào. Khoa đầu. Khoa. Nghe Rồi. Ở đây người ta cho biết tại cái công viên này đúng không? dạ Còn tên gì? Kệ nó. Người ta dạ đang nói đến cái người zookeeper, là cái người trông thú đó, hai là con panda. cân nặng hai con panda. Và chúng ta thấy người ta cho biết cái sự kiện này vào bắt đầu tháng tháng 2, thì cả hai con thế nào? Hai con 3 ký, nó mất 3 ký và con có kia. chưa? Nói là vào bắt đầu tháng 2 thì cả hai con thế nào đây? Cân nặng sao? Bằng nhau. Bằng nhau. Và người ta nói là sau một tháng trôi đi thì cái con Siang này nó sao? Mất 3 ký. Mất 3 ký. Còn cái con Tian này sao? 2 ký Thêm tăng 2 ký. Nó tăng 2 ký. Bây giờ người ta hỏi là con nào nó sẽ sao đây? nó nặng hơn thì con tin tin Nó nói là cái con nào nó sẽ most, ở đây là cân nặng nhất, là con nào? Con sen, mây sen đúng không? Phải không? dạ. Ủa, nó giảm 3 ký mà. Hả? Nó giảm ba Ông ký con chen chen thầy con câu à? bê Sen sen câu bê. Rồi thì chúng ta thấy là cái con lúc đầu hai con nó bằng nhau, mà cái con kia nó tăng lên, còn con nó giảm đi, thì dĩ nhiên con tăng nó sẽ phải nặng hơn cái con giảm, đúng không? Vậy thì bạn nói rằng the most ở đây là cân nặng nhất, đúng không? Cân nặng nhất đấy. Vậy là chen chen. Còn người ta đang hỏi hỏi câu dưới là hỏi cái gì đây? Hỏi gì? Dạ là con nào nặng, có cái nặng, cái cân nặng change thì con nghĩ là con mây xem thôi, nó mất 3 ký. Người ta đang hỏi cái big gate trên là nói về sự thay đổi, đúng không? Lớn nhất thì Thay con nghĩ là đổi mây quan trọng. xem chứ thầy, tại vì nó mất 3 ký chứ đâu phải là, mà 3 thì lớn hơn 2 cho nên mây. Từ từ đã. Đầu tiên, chúng ta phải tính cái trên trước. Tính cái trên. Người ta đang hỏi cái trên mà. Cái trên của con Siang đi. CN Trên của Siang là mấy? Là mấy? Mấy? Lost 3 kg. Tức nghĩa là mất là mất trừ. 3 ký thì nó vẫn phải lớn hơn cân nặng 2 ký rồi thì không chọn qua. Phải biết rồi. Khi mà chúng ta thấy nó thay đổi đây là thay đổi trừ 3. Chúng ta phải diễn đạt cái trên cái đã. Chúng ta chưa nói nó lớn hơn hay nhỏ hơn gì hết. Chúng ta thấy là nó thay đổi. Thay đổi. Mà thay đổi đây là đang ám chỉ là loss, tức là giảm. Vậy là chúng ta phải thể hiện dấu, dấu trừ 3. Đúng không? Còn cái này là chen chen, là cái sự thay đổi của con ten ten thì nó là gain, là nó tăng, nên chúng ta gọi nó là cộng 2. Đầu tiên chúng ta phải mô tả được cái sự thay đổi đã. Thay đổi là bao nhiêu?
chúng ta chưa nói cái độ lớn, chúng ta mới nói sự thay đổi thôi. Một con mà nó giảm, tức là cái sự thay đổi đấy nó phải thể hiện là số trừ 3 cái đã. Còn cái con kia nó tăng, là thay đổi của nó là thay đổi tăng chứ. Chúng ta phải thể hiện được thay đổi giảm và thay đổi tăng là khác nhau. Chúng ta thể hiện bằng con số toán học, giảm tức là trừ, tăng là cộng. Chúng ta phải hiểu được hai cái này đã. Rồi sau đó chúng ta mới phân tích chỗ này. Là người ta hỏi là con panda nào có sự thay đổi lớn nhất, là nó đang hỏi là cái độ lớn thay đổi. Thì chúng ta chọn Có con nghĩa nào? là con chen chen. Con chen chen này hả? Chen chen đó hả? Nó tăng 2 ký, còn kia mất 3 ký nên nó lớn hơn. Người ta đang hỏi là cái sự thay đổi lớn nhất. Con nào thay đổi lớn nhất? Mây chen tại vì nó mất 3 ký. Vậy là bạn chọn câu A. Rồi, ai đồng ý với ý kiến của Khoa giơ tay? Ai đồng ý? Đang hỏi con nào cân nặng nhất thì là Chen Chen. Còn hỏi con panda nào có sự thay đổi lớn nhất? Đúng không? Sự thay đổi lớn nhất. Bạn là Mây Sen. Rồi, ai đồng ý? Châu, có đồng ý không? Trả lời. Quốc Ân đồng ý hay không? Vậy nha các bạn, người ta đang hỏi là cái sự thay đổi lớn nhất, là đang hỏi là cái độ lớn thay đổi. Còn để mô tả cái sự thay đổi, chúng ta vẫn phải dùng toán học để chúng ta mô tả nha các bạn. Chúng ta đang nói là thay đổi tăng hay thay đổi giảm thì chúng ta phải vẫn thể hiện cái trên đó. Rồi, câu thứ hai. Bạn Minh Châu. Minh Châu. Khi thảo luận về nhiệt độ thì cái nhà địa chất học này, đúng không? Về nhiệt độ đấy, là đang liên quan tới cái nhiệt độ nào đây? Freezing point là nhiệt độ gì? Là gì đó, đóng băng nữa. Đóng băng. Và nhiệt độ đóng băng là bao nhiêu độ? Làm chuẩn 0 độ C. Đúng không? Người ta lấy nhiệt độ đóng băng của nước là 0 độ C đấy. Thế người ta mới đo nhiệt độ ngày thứ hai là nhiêu? Là mấy? Là 4 độ C trên Trên 0, tức nghĩa là cộng 4. Nhiệt độ ngày thứ ba là mấy? 2 độ C. Cộng 2. Còn nhiệt độ ngày thứ tư là nhiêu? Mấy? Rồi, 4 độ C dưới 0, âm 4 độ 1 độ C. C dưới 0 thì toán học chúng ta biểu diễn nó là cái gì? Âm mức độ C. Ấm. Ấm mấy? Ấm mấy? Mức độ Ấm mấy? C. Ấm 1. Âm Còn cái này là nhiêu? 4 độ C. Âm 4. Chúng ta thấy được cái số negative nó sẽ biểu diễn cho một cái trạng thái hay một cái vấn đề nào đó. Người ta dùng cái số âm để ta mô tả nó ngược lại. Vậy thì chúng ta phải làm bài tập để chúng ta có thể biết cách mô tả cái này đã. Rồi. Bây giờ người ta hỏi cái gì đây? Đi tìm gì? Tìm gì? 2 ngày nào có cùng cái gì? Có cùng cái gì? Cuối cùng khoảng cách Khoảng từ cách từ freezing point. Tức nghĩa là nếu chúng ta vẽ trục số ra, freezing point là zero, một cái là cộng 2, một cái là cộng 4, đúng không? Một cái là trừ 1, một cái là trừ 4. Thì người ta hỏi là cái nào có cùng khoảng cách? Cùng khoảng cách
tức là độ lớn đấy. Cái nào có cùng, cái nào cùng châu, khoảng cách từ số nào là cùng số mấy? Nhìn vào không thấy à? Là Cái nào cùng? 4 độ C và 4 độ À, âm 4 độ C. từ trừ 4 đến 0 và từ 4 đến 0 nó bằng nhau nè. Vậy thì hai khoảng cách này thầy sẽ mô tả nó là gì? Trị tuyệt đối của con số trừ 4 bằng trị tuyệt đối của con số 4, đúng không? Hai khoảng cách nó bằng nhau. Vậy đó là ngày thứ mấy nhỉ? Ngày mấy đây? Chọn đi. Ngày mấy? Ngày mấy cháu? Ngày thứ hai và thứ năm. À, ngày thứ hai và thứ năm này. Vậy là câu nào? Câu nào? Câu Câu nào? Câu D. gì? À, câu câu C. Câu C. Rồi, tương tự, không giật hai cái tuyệt đối kế tiếp này cũng thế. Các bạn cũng tự không giật tự làm. Ai làm được thì tốt, ai không làm được thì cũng không sao. Bạn nào muốn chứng minh mình hiểu thì chúng ta phải làm. Rồi, bây giờ về hình học, thầy sẽ hướng dẫn sơ qua một số cái về hình học này. À. Ở đây hình học này là nó nói về nhận diện 3D nha các bạn. Chúng ta học hình học 3D tức là hình khối. Bây giờ chúng ta xem coi cái hình hình thế nào là hình khối. Hình này nó gọi là hình 3D. Khi mà chúng ta vẽ một cái gì trên tờ giấy, ví dụ như thầy vẽ cái tờ giấy, thầy vẽ cái bông hoa như vậy chẳng hạn. Đúng không? Bông hoa. Thì cái này nó gọi là hình 2D thôi. Bởi vì chúng ta thấy nó không có nổi lên. Còn khi nào thầy làm cho cái bông hoa này nó nổi lên khỏi mặt mặt tờ giấy thì chúng ta mới thấy là 3D. Vậy thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy là bề mặt nó đây này. Đúng không? Vậy thì nếu thầy trồng cái cây này nó nổi lên như này thì cái đó nó là hình gì? Hình 3D. Vậy thì bây giờ chúng ta phải học những hình 3D căn bản. Thì chúng ta thấy đây là cái mặt đáy. Chúng ta từ các điểm nằm bên ngoài chúng ta nối xuống, chúng ta tạo hình hình này là hình khối 3D. Và hình khối 3D này chúng ta sẽ học cách đếm, đếm cạnh, đếm đỉnh và đếm mặt. Thì chúng ta định nghĩa đỉnh là gì? Là những cái đầu này nó gọi là đỉnh, đúng không? Đỉnh nó gọi là vertex nha. Vertex. Còn nói về cạnh tức là chúng ta đang nói về S là cạnh đấy. À, chúng ta thấy là nối các đỉnh này lại thì nó sẽ là các cạnh, đúng chưa? Đó, chúng ta nối lại. Nối hết lại thì nó gọi là cạnh đấy. Đấy. Vậy thì cái việc chúng ta là đếm đếm cạnh. Còn nếu nói mặt là chúng ta thấy toàn bộ cái này này nó gọi là một mặt, đúng không? Cái này nó cũng là một mặt nữa và chúng ta cứ đếm dần để xem có bao nhiêu mặt. Rồi, chúng ta nhận diện. Rồi, xôi đếm coi có bao nhiêu cạnh đây. Đếm đi. Đếm ở dưới trước, có mấy? 4. Trên có mấy? 4. Rồi đứng, đứng là mấy nữa? 4 nữa là bao nhiêu? Hai. À, 12. Chúng ta đếm ở đây, 12. Rồi, châu. Dạ. Đếm cho thầy coi là có bao nhiêu đỉnh đây. Đếm. Mấy? Năm. Mấy? Năm. À, đếm đáy trước. 1, 2, 3, 4. Ở trên đỉnh này nữa là 5. Chúng ta phải nhận diện ra được nó thì chúng ta mới trả lời được nha. Rồi, khoa. Này là nhiều. Cái này Dạ là rồi, bao nhiêu mặt? năm mặt. À, chúng ta đếm mặt đáy này, nhận diện ra mặt đáy. Một, đúng không? Còn bên hông đấy, đây là một mặt hông, đúng không? Rồi đằng trước này, một mặt hông.
là 2, nữa là 3. Đằng sau lưng này nữa là 4. Và bên này nữa là, bên hông này nữa là 5. Đó, chúng ta đếm nó sẽ ra là 5 mặt. Đấy, về nhà luyện tập để chúng ta đếm thôi. Đếm cạnh, đếm đỉnh và đếm mặt. Đó, đếm mặt. Rồi, thầy lướt sơ qua cái này. Rồi, chúng ta xem coi là ở đây người ta đang mô tả chúng ta hình học đây là hình khối cầu, đúng không? Hình này là hình khối cầu, nó giống như trái banh đấy. Rồi, mời bạn Minh Châu, nó là cái nào? Đó là chữ nào? Sphere. À, sphere. Sphere là khối cầu nha các bạn. Còn cylinder, nó gọi là hình trụ, giống như hình ống nước đấy. Hình ống nước này, đúng không? Thì chúng ta mới gọi là cylinder. Còn cái hình cone này đấy, nó gọi là hình nón. Nghĩa là thầy vẽ cái mặt tròn, hình tròn ở đây này. Sau đó thầy có một đỉnh nằm bên ngoài, thầy nối xuống, đúng không? Thầy nối tất cả cái đỉnh này, đúng không? Thầy nối xuống nó giống như cái nón chúng ta đội ấy, nó gọi là cone. Rồi, vậy thì bạn chọn cái này là hình quả cầu. Rồi, xôi. Hình này hình gì? Câu nào? Chúng ta phân biệt hai cái, một cái gọi là pyramid, một cái là prism. Vậy thì prism chúng ta định nghĩa là gì? Là nếu chúng ta có hai mặt phẳng song song và bằng nhau nha. Thầy vẽ vậy này, song song và bằng nhau luôn, và sau đó thầy nối các đỉnh này lại, nối như vậy, thì cái đó nó định nghĩa nó là prism, hay còn gọi là hình khối nha. Hình khối nó có hai mặt, hình khối nhưng mà nó gọi là hình hộp á, hình khối hộp đó, hình hộp khi mà chúng ta thấy có hai mặt phẳng song song và bằng nhau. Còn nếu mà chúng ta chỉ có một mặt thôi, một mặt thôi, và chúng ta có một điểm nằm bên ngoài chúng ta nối xuống, thì tất cả nó gọi là pyramid. Đấy chưa? Pyramid. Vậy thì tùy vào cái mặt đáy thì nó sẽ gọi là cái gì? Giữa pyramid đáy của nó là tam giác thì nó gọi là triangle pyramid. Còn hình hộp cũng vậy, nếu đáy nó là hình chữ nhật thì người ta gọi là triangular prism. Đáy nó là hình chữ nhật được gọi là rectangle prism. Còn nếu mà thầy có hai mặt phẳng mà song song mà, và chúng ta thấy nó là tam giác đấy, thì nó gọi là gì? Gọi là gì thôi? Triangular, triangular prism. Được chưa? Cái chữ prism là thể hiện cho hình hình hộp. Còn cái đáy nó là cái gì thì nó thể hiện là cái chữ đó. Đáy là tam giác thì triangular. Còn đáy là hình chữ nhật, rectangular. Rồi, chọn coi. Nghe xong rồi thì hình này hình nào? Câu nào? Câu A. Đáy là rectangular, có hai mặt phẳng song song và bằng nhau, gọi là prism. Rồi, khoa. Đây là cái nào? Khoa. Cylinder này. À, cylinder. Châu. Cái này là gì, Châu? Cylinder. À, cylinder. Ok. Rồi. Này thầy mô tả sơ qua cho các bạn trả lời thôi. Đây, bây giờ chúng ta học về tính thể tích, đúng không? Thể tích. Thì ngày xưa chúng ta học tính thể tích nó là cái gì, Châu? Thể tích là chúng ta đếm, chúng ta chia nó ra thành những khối nhỏ, đúng không? Chúng ta đếm. Thì ví dụ như cái mặt này, cái mặt đáy nha, thầy chia ra thành những cái khối nhỏ, đúng không? Chia thành các khối nhỏ, đại loại vậy. Vậy thì thầy đếm số khối trên một mặt đấy, và thầy biết được cái này nhân này là cạnh A nhân cạnh B, đúng không? Cái nào? Đúng không? Vậy thì nếu thầy đếm nó cao lên là C nữa, đây là A, cái này là B, cạnh A cạnh B, thì A mà nhân với B là chúng ta đếm số lượng hộp trong một lớp thôi,
và là A nhân B là chúng ta đếm được số lượng cái hộp đó trên một lớp, và chúng ta nhân cho số lượng lớp là C thì chúng ta ra được cái thể tích, đúng không? Nhưng mà lên tới lớp này rồi chúng ta không có dùng cái này nữa, mà chúng ta dùng cái là gọi là B là diện tích đáy nhân cho chiều cao là H nha các bạn. Tính thể tích là chúng ta sẽ lấy diện tích đáy nhân chiều cao, chứ chúng ta không dùng cái của như lớp 5 nữa. Rồi, dựa vào đây. Trả lời cho thầy xem. Khoa. Tính nhiều đây, Là Khoa. Diện tích đáy là bảy mấy? phần một phần ba đại giá 7 mô phần 3 là đáy đúng không? nhân cho hai Nhân cho chiều cao. À, chúng ta nhớ nha. Cái hình này này, các bạn nhìn kỹ ấy, thì nó cho cái mặt màu xanh này ấy, là đáy. Bởi vì sao? Đúng ra là nó đứng, bây giờ ta lật nằm ngang thì người ta vẫn xem cái này là đáy và cái này là chiều cao, đúng không? Do chúng ta đẩy nằm nó xuống thôi nên nó vẫn thể tích vẫn là vậy, là 7 1 phần 3 nhân cho chiều cao chỗ này là 2. Vậy nó là mấy đây? Mấy? Gấp đôi con số 7 là 14. Gấp đôi con số 2, à 1 phần 3 là 2 phần 3. hai phần ba Vậy thầy điền vào đây là 14 và 2 phần 3. Được không nào? Được không? Đó là tính thể tích đó, dựa trên cái thầy vừa nói. Bạn Minh Châu. dạ Rồi, tính thể tích của này là nhiêu? Học đây, đáy đâu? đấy là 8 năm. Rồi, cái gì đáy cơ mà. Diện tích đáy nó là hình màu xanh này này. Là nhiêu? Đáy nhân chiều cao bằng gì? Đáy đâu? Đáy này nó có đơn vị vuông là diện tích đáy đó. Là mấy? 25 phần. 25 phần mấy? Nhìn đi, 25 phần mấy đây? 24 à? 4 nhân chiều cao là bao nhiêu? Chiều cao là mấy đây? 8 phần 5. Rồi. Để làm cho nhanh. 25 với 5 đơn giản đi, còn mấy đây? Còn 5. 8 đơn giản với 4 thì còn mấy? Còn 2. Vậy chúng ta chỉ còn lại 5 x 2 là nhiêu? 5 x 2 là mấy đây Châu? 10. Mời. Rồi, tương tự như vậy. Bài kế tiếp chúng ta cũng lấy diện tích đáy nhân chiều cao thôi. Quan trọng là chúng ta hiểu cái điều lúc nãy thầy nói đấy. Vậy thì những bạn nào mà chưa vững cái thể tích của lớp 5 đấy, mà chúng ta học cái này là chúng ta bị lủng cổ nha. Rồi, tương tự như vậy các bạn cũng về làm thể tích với dạng phân số này. Nó không khác gì cả. Nó cho mình kích thước thôi. Đây các bạn nhìn, người ta cho kích thước của từng cạnh này. Chúng ta lấy hai cạnh này nhân nhau là chúng ta ra diện tích đáy. Sau đó chúng ta nhân chiều cao thì chúng ta cũng ra được. Rồi, cái câu toán đố này để thầy xem coi. Toán đố này có thể khó các bạn bỏ qua nhé. Bạn nào làm được thì tốt, không được thì chúng ta bỏ qua. Rồi, thầy giảng cho các bạn về cái nét. Cái nét là cái gì? Để chúng ta hình dung cái nét. Cái nét ở đây nó gọi là cái mạng lưới. Nói là mạng lưới, thực ra là chúng ta hiểu là chúng ta gỡ cái mặt nó ra. Ví dụ chúng ta có cái hình hộp này chẳng hạn. Được các bạn? Thầy vẽ cho các bạn cái hình hộp này. Bây giờ các bạn vẽ mặt đáy trước. Thầy vẽ ra đây. Đúng không? Rồi nó có cái mặt bên hông này. Thầy vẽ ra đây. Đúng chưa? Thầy có mặt bên hông này. Thầy vẽ nó ra đây. Đúng chưa? Rồi. Bây giờ thầy có cái mặt đằng trước. Mặt đằng trước này. Mặt đằng trước. Thì thầy bật nó ra nó nằm đấy. Rồi mặt sau lưng. Mặt sau lưng của nó là cái này. Rồi. Bây giờ cái mặt trên đỉnh thì chúng ta thấy cho nó nối vào đây luôn.
Thì chúng ta đã đếm cái này là có 6 mặt. Vậy thì cái nét của nó là phải thể hiện 6 mặt của hình họ, đúng chưa? Đấy. Vậy thì chúng ta phải nhìn coi cái này là có bao nhiêu mặt để chúng ta biết coi chúng ta phán đoán nó là hình nào. Rồi xôi thử phán đoán coi nó là hình nào đây xôi. Hình nào? Ok. Rồi, chúng ta đếm coi, chúng ta đếm được số mặt thì chúng ta sẽ trả lời được thôi. Giờ thu nhỏ này lại cho các bạn dễ thấy. Rồi, chúng ta xem. Cái này đếm ở đây là mấy mặt đây? Ăn. Mấy mặt? Mấy mặt? Đây là mấy mặt? Năm mặt. Mấy mặt tam giác? Hai mặt tam giác và ba mặt hình chữ nhật. Vậy chúng ta xem câu D này. Câu D thì chúng ta thấy là ba mặt, đúng không? Ba mặt là hình chữ nhật. Hai mặt trước và mặt sau này nó là tam giác. Đấy, mấy bạn mà chơi Lego thì về hình học không gian là các bạn sẽ nhận diện được nó sẽ nhanh. Bạn Minh Châu. Minh Châu. Nó là hình nào đây, Minh Châu? Hình nào? Hình A. Hình A, kim tự tháp đúng không? Chúng ta thấy là kim tự tháp này nếu chúng ta vẽ ra thì chúng ta sẽ thấy nó là như vậy. Thầy vẽ cho các bạn nhé. Đây. À, thầy vẽ cạnh này. Cạnh này. Chấm 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 chấm. Rồi. Đó. Thầy lấy một đỉnh nằm bên ngoài này. Thầy nối. Đó. Nối lại. À, thì các bạn thấy kim tự tháp không? Thì chúng ta hình dung ra đây là mặt đáy. Đó, mặt đáy. Cái đỉnh này nằm ngoài. Vậy chúng ta đếm. Cái này là có 5 mặt. Và một mặt nó là hình vuông. Hình vuông nhé. Kim tự tháp đáy bao giờ nó là hình vuông. Tuy người ta vẽ nghiêng giống hình bình hành, nhưng thực chất nó là hình vuông. Vậy thì bạn chọn nó là câu A. Rồi bạn Khoa coi. Bạn Khoa chọn cái nào đây Khoa? Dạ là Đây. Hình câu A này. đấy, thầy phóng to lên cho dễ nhìn thấy. Ở đây là chúng ta thấy cái gì đây? Hai cái kim tự tháp đúng không? Phải không? Nhìn kỹ coi. Mất thầy. À, hai kim tự tháp. Vậy thì nó là hình nào? Hình nào? Hình nào? A hay B? A. A. À, rồi. Thì chúng ta thấy nó là cái kim tự tháp. Kim tự tháp. Rồi, Quốc Anh, nó là hình nào đây? Hình nào? Hình D. Đó. Chúng ta thấy nó có bốn mặt. Bốn mặt đều là tam giác hết. Chúng ta bắn ra nó là từ hình D nó bắn ra được. Đây. Chúng ta thấy hiểu cái nét rồi. Vậy thì chúng ta sẽ tính diện tích của cái nét. Vậy chúng ta tính sao? Chúng ta bắn nó ra thì nó có bề mặt thì chúng ta tính được diện tích của nó thôi. Bắn nó ra. Chúng ta muốn tính diện tích của cái hình này thì sau khi chúng ta bắn ra thì chúng ta sẽ tính được, đúng không? Chúng ta tính diện tích của từng mặt thôi. Ở đây người ta ký hiệu này, cái cạnh này là hai, cạnh này là ba, tức nghĩa là chúng ta thấy cái này này, đó, nó bắn ra nó là 2 x 3. Cái mặt sau lưng này nó cũng chính là cái này, đúng không? Rồi 3 x 7 thì chúng ta thấy chỗ này là 3 x 7, nó bắn ra là hình này. Đây thầy vẽ. Cạnh này là 3, cạnh này là 7. Vậy nó chính là cái này. Tương tự, mặt kia đối diện với nó, hay đằng sau lưng đấy, cũng là 3 x 7. Mặt đáy nó là 2 x 7. Đáy này. Đấy chưa? Là chúng ta có thể tính được diện tích của nó. Muốn tính diện tích xung quanh của hình này, chúng ta bắn nó ra thành các mặt. Rồi chúng ta tính diện tích của từng mặt chúng ta cộng lại. Nếu mà nhanh thì chúng ta gom hai cái mặt này giống nhau. Chúng ta tính cái nhân đôi. Đúng chưa? Hai cái này giống nhau. Tính cái nhân đôi. Tương tự, hai cái mặt này giống nhau. Nhân đôi. Đúng chưa bạn? Đấy. Thì sau này các bạn sẽ thấy rằng cái hình hộp này nó có cạnh A, cạnh B và cạnh C.
thì cái diện tích xung quanh tổng quát nó là tính sao? Từng mặt nhân đôi là A nhân B, nhân đôi cộng cho B nhân C là cái mặt kia nhân đôi, cộng cho C nhân A nhân đôi, sau đó chúng ta nhân đôi ấy, chính là nhân hai. Thì đây nó chính là công thức tính diện tích, đúng không? Diện tích xung quanh của hình hộp. Nếu bài nào khó nó kêu là bỏ đi cái mặt nào thì chúng ta phải trừ nó đi nha các bạn. Rồi, thầy hướng dẫn như vậy, các bạn về nhà tự làm cho thầy cái này. Rồi, ba câu này chúng ta phải chừa ra để hôm khác rồi nha. Bởi vì chúng ta học bù sang cái phần hình học này rồi. Nên chúng ta không có thì giờ để hoàn tất. Hôm sau chúng ta học tiếp. Rồi, thầy tạm dừng ở đây.